Con uống ly nước cam đi cho nó khỏe. Cảm ơn mẹ. Sao mẹ thấy con mệt mỏi quá vậy? Nghĩ tới sắp về bên đó sao con mệt quá à, con quải quá à. Gấp gáp gì? Thì tối nay con cứ ở đây con ăn cơm tối với ba mẹ đi. Ừ đúng á. Về cũng được vậy. Cần chưa bây giờ sớm con có ở lại đây chơi. Ngon quá. Ngon ha anh ha. Ngon. Dạ, còn đây là canh cải thịt bằm. Trời ơi, thịt bằm này con bằm kỹ lắm luôn á. Bằm dập luôn á. Bằm dập luôn á. Đó. Lâu quá. Dạ, con mời cả nhà vô. Mời cả nhà. Anh? Nghe thì nó có vẻ rất là hoành tráng ha, nhưng mà không biết cái chất lượng của nó ra làm sao ha. Nhưng mà nó thật nha cậu, hơi nghi ngờ con. Cậu này, cậu phải động viên an ủi và để cho người ta phấn đấu tới nàng dâu của thế kỷ 21 chứ. Cậu nói vậy. Xíu ơi, nó không dừng lại được. Đừng hỏi em. Cắt đi chị. Mày nó đi gà nó nhìn em kìa chị ơi. Ôi em không làm được đâu. Chị cắt giùm em đi. Không, chị không dám cắt đâu. Ê, hay bây giờ mình đem ra ngoài chợ đi, mình nhờ người ta làm giùm cho mình. Trời ơi, cắt cô gà mà cũng làm được. Né ra. Đạp lên chân giùm ơi. Nhanh nè. Tay em dừng lại đi, làm gì vậy? Đang tìm từ từ. Ê, bỏ. Một ngày mới.